Đi dạo trên đường phố Thượng Hải, nhóm bạn này quyết định lưu lại hình ảnh của mình. Nhưng đương nhiên là phải có chút chỉnh sửa qua ứng dụng chỉnh sửa ảnh nổi tiếng của Trung Quốc, Meitu. Nó làm cho bạn trông đẹp hơn, giúp xóa những khuyết điểm trên mặt, tạo thêm điểm nhấn. Theo tôi, những người phụ nữ hiện đại giờ họ dùng ứng dụng chỉnh sửa ảnh là để thỏa mãn bản thân, muốn tự nhìn ngắm mình đẹp hơn trong điện thoại. Tự ngắm mình đẹp hơn trong mỗi bức hình đã qua chỉnh sửa, nhiều bạn gái quyết định biến những thay đổi đó thành sự thật. Thậm chí, người ta còn gọi đó là một hội chứng có tên hội chứng mặc cảm Snapchat, được đặt theo xu hướng dùng mạng xã hội Snapchat. Tạp chí Y khoa của Viện Hàn Lâm Phẫu thuật Thẩm mỹ và Chỉnh hình Mỹ đăng tải bài nghiên cứu cho thấy các bức hình đã được chỉnh sửa và làm mờ so với thực tế có thể dẫn đến mặc cảm về ngoại hình. Một tình trạng tâm thần mà con người bị ám ảnh bởi những nhược điểm về ngoại hình mà họ tự tưởng tượng ra. Tờ Guardian của Anh đã đăng tải câu chuyện về nữ hoàng Snapchat, biệt danh mà mọi người đặt cho Annika, một cô gái tại London. Bạn trẻ này trong thời điểm nghiện ứng dụng chỉnh sửa ảnh nhất của mình từng chụp đến 25 bức ảnh selfie mỗi ngày. Và rồi cô quyết định tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đây bệnh nhân thường muốn chỉnh sửa để giống những người nổi tiếng, nhưng giờ đây họ lại đang muốn sửa theo những bức ảnh selfie của chính mình. Tuy nhiên, theo nhận định của cá nhân, tôi thấy đây là một điều phi thực tế. Một nghiên cứu về nghiện selfie và phẫu thuật thẩm mỹ cho thấy việc này xuất phát từ nhiều tâm lý khác nhau, như là để giải tỏa căng thẳng, có thêm động lực, tăng địa vị xã hội hay rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực.